Hôm nay tôi rất buồn và sốc bởi quyết định ấy. Những gì tôi đã xây dựng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình có nguy cơ mất trắng. Vâng, ắt hẳn tất cả người hâm mộ bóng đá nghe cái kết là biết ngay đó là những lời chia sẻ của ngôi sao nào ở ngay mốc thời gian hiện tại phải không ạ? Đó chính là Paul Pogba cùng bản án chính thức bị cấm thi đấu 4 năm với tội danh sử dụng doping trái phép. Giấc mơ ngày trở lại Juventus để lấy lại hình ảnh bá đạo năm nào, cùng việc chinh phục những vinh quang vẫn còn đang dang dở của Pogba, có lẽ đã đến lúc chấm dứt. 4 năm không được chơi bóng, cùng với bóng ma tâm lý nặng nề của kẻ mang tội. Như vậy, chắc là quá đủ để cựu sao MU hiểu rằng anh đã tự tay đóng sập cánh cửa thi đấu chuyên nghiệp của mình. Trách ai bây giờ, khi giấy trắng mực đen và án phạt đã được chốt hạ. Sau tất cả, chỉ có khán giả cảm thấy tiếc nuối vô bờ khi thế giới bóng đá chính thức mất đi một chàng tiền vệ, tuy ngổ ngáo, cá tính bất cần nhưng cũng đầy tài năng. Tối ngày 29 tháng 2, truyền thông Italia đưa tin tiền vệ người Pháp Paul Pogba đã bị cấm thi đấu 4 năm vì sử dụng doping. Đây được xem là mức phạt nặng nhất của cơ quan phòng chống doping Italia với một cầu thủ dính doping. Theo báo chí Ý, nhiều khả năng Pogba sẽ cân nhắc việc giải nghệ sau lệnh cấm. Ở tuổi 30, rất khó để Pogba có thể trở lại sân cỏ với phong độ tốt nhất sau 4 năm nữa. The Goal.com cũng cho biết Pogba bị phát hiện dương tính với doping hồi tháng 9 năm 2023. Một mẫu thử của Pogba ở trận đấu giữa Juventus gặp Udinese tại giải vô địch Syria đã xác định có hàm lượng testosterone cao bất thường. Ngay lập tức, anh bị đình chỉ thi đấu ngay lập tức. Mẫu thử B của cầu thủ này được công bố vào tháng 10 tiếp tục cho ra kết quả dương tính với doping. Theo tờ ESPN, Pogba và luật sư đã quyết định không nhận tội. Chính vì vậy mà vụ việc sẽ được đưa ra xét xử tại một phiên tòa chống doping ở Italia. Tiền vệ người Pháp cho biết việc anh dương tính với doping chỉ là tai nạn. Chất cấm nói trên có trong loại thực phẩm bổ sung mà Pogba không hay biết về điều này. Tuy nhiên, lời giải thích của Pogba đã không được chấp thuận. Được biết rằng sau khi nhận phán quyết từ tòa án phòng chống doping, tiền vệ Paul Pogba khẳng định sẽ kháng cáo đến cùng. Cựu sao MU chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân của mình: "Mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi tôn trọng các vận động viên khác, cũng như những người ủng hộ tôi ở bất kỳ đội bóng nào mà tôi từng thi đấu cho họ. Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì trái luật để nâng cao hiệu suất thi đấu của mình và tôi sẽ kháng cáo lại những cáo buộc dành cho tôi." Nhưng cuối cùng thì mọi lời giải thích, cố gắng cứu vớt sự nghiệp của anh đổ sông đổ bể. Pogba chính thức thất bại trong việc kháng cáo và đối mặt với án phạt cấm thi đấu cực nặng. "Hôm nay tôi rất buồn và sốc bởi quyết định ấy. Những gì tôi xây dựng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp có nguy cơ mất trắng rồi." Pogba chia sẻ trong tình trạng vô cùng suy sụp. Thực chất, Pogba đã bị đình chỉ thi đấu từ tháng 9 năm 2023 rồi. Số 10 của Juve đã không ra sân cùng các đồng đội trong vòng 5 tháng, nhưng anh vẫn nhận 2.400 euro mỗi tháng. Đây là mức phí tối thiểu được đưa ra theo thỏa thuận giữa các câu lạc bộ và hiệp hội cầu thủ dành cho trường hợp bị treo giò vì doping. Juventus hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng với Paul Pogba theo những gì đã ký kết trước đó. Tuy nhiên, gã khổng lồ Syria hiện tại vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về vụ việc trên. Rõ ràng đây là một cú giáng rất mạnh và tinh thần của Paul Pogba. Bản án này dường như đóng sập mọi cơ hội để tiếp tục sự nghiệp của đội áo số của anh. Năm nay đã 30 tuổi và 4 năm nữa Pogba sẽ chạm tuổi 34. Với thế giới bóng đá hiện tại ngày nay, số tuổi ấy hoàn toàn chưa phải là già và vẫn có thể có rất nhiều cầu thủ đang tỏa sáng, thậm chí là còn già hơn như thế. Nhưng vấn đề là cựu sao MU đã trải qua 4 năm trời cấm thi đấu. Anh sẽ hoàn toàn rời xa sân cỏ với tình trạng tinh thần rõ ràng là cực tệ. Và khi không được tập luyện, lại còn dính một vết đen siêu to khổng lồ trong bản CV xin việc. Khả năng cao khó có câu lạc bộ nào chấp nhận dang rộng vòng tay đón Pogba trở lại. Đó là còn chưa kể siêu sao người Pháp sẽ bị rút cạn quyết tâm và ý chí thi đấu trong suốt dòng dã 4 năm thụ án. Chính vì vậy đã có rất nhiều cầu thủ ở Syria lên tiếng ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho Paul Pogba. Đồng đội cũ Paulo Dybala bình luận trên trang cá nhân của Pogba: "Tôi yêu anh rất nhiều, anh trai." Tiền đạo người Argentina và Pogba chỉ trải qua một mùa giải cùng nhau tại Juve vào thời điểm năm 2015-2016, nhưng họ vẫn có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết. Các cầu thủ khác tại Juve cũng bình luận vào bài viết để thể hiện điều tương tự Dybala, gồm Vlahovic, McKenny và người đồng hương của Pogba là Adrian Rabiot. Thực sự nghe được phán quyết cuối cùng của tòa án, rất nhiều cổ động viên cảm thấy buồn và tiếc nuối dành cho Pogba. Sự nghiệp của anh đáng lẽ ra vô cùng đẹp và tràn ngập ánh hào quang. Từ là một tiền vệ bóng đá có tất cả trong tay, từ sự nghiệp đến ấn tượng và đã chơi cho hai câu lạc bộ hàng đầu thế giới là MU và Juve. Anh cũng từng là một thành viên quan trọng trên đội tuyển quốc gia Pháp.
cho đến những danh hiệu lẫy lừng cùng danh tiếng vạn người mê. Chắc chắn đỉnh vinh quang với chức vô địch World Cup 2018 chính là nét cấm phá cực kỳ đột biến cho sự nghiệp của Paul Pogba. Để chi tiết hơn thì Pogba đã gia nhập học viện của MU từ La Havre vào năm 2009. Phải tới năm 2011 anh mới nhận được nhiều sự chú ý hơn. Dù vậy anh vẫn không có nhiều cơ hội thi đấu ở đội 1 Quỷ Đỏ. Do không nhận được niềm tin tại Old Trafford, Pogba đã được chuyển sang Juve vào năm 2012 dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trong 4 mùa giải tại Juventus từ năm 2012 đến năm 2016, Pogba đã trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới, giúp đội bóng giành được nhiều Scudetto liên tiếp, cũng như tiến xa tại đấu trường UEFA Champions League. Ấn tượng trước sự thăng tiến vượt bậc của Pogba, MU đã quyết định mua lại anh vào năm 2016 với một bản hợp đồng kỷ lục chuyển nhượng khi đó là 89 triệu bảng. Trong lần trở lại Old Trafford này, Pogba đã giành một số danh hiệu bao gồm cả Europa League và League Cup. Nhưng chính việc nổi tiếng và được cung phụng đã khiến tiền vệ xứ Lục Lăng, người vốn mang trong mình căn bệnh ngôi sao, càng trở nên kênh kiệu. Anh đã có những động thái không được chuẩn mực so với quyền hạn của một cầu thủ và câu chuyện gây mâu thuẫn với huấn luyện viên Mourinho khi cả hai còn ở Manchester United chắc hẳn vẫn còn mãi khắc ghi. Thêm nữa, việc quá chăm chút ngoại hình với những màn thay đổi kiểu tóc mỗi tuần có khi còn nhiều hơn cả số trận ra sân, càng khiến cho hình ảnh của Pogba trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ. Để rồi thời gian trôi qua và phong độ của Pogba bị sa sút cùng với những thái độ không tốt, MU quyết định chia tay anh sau khi hợp đồng mãn hạn vào tháng 6 năm 2022. Sau khi không còn là cầu thủ của MU nữa, Paul Pogba một lần nữa gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Thế nhưng lần này không như trước, chấn thương là một trong những lý do khiến phong độ của tiền vệ này đi xuống nghiêm trọng. Đã không còn một mẫu tiền vệ đa năng có thể một mình càn quét khu vực đường giữa, nơi cơn ác mộng của mọi đối thủ Serie A như thời đỉnh cao. Pogba chỉ còn là cái bóng của chính mình, và anh có đúng 12 trận khoáo đội bóng thành Turin trước khi nhận án cấm thi đấu vì doping. Trên đội tuyển Pháp, mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn. Pogba từng là một phần quan trọng và góp mặt trong nhiều giải đấu quốc tế lớn, trong đó đáng chú ý là kỳ World Cup 2018 với chức vô địch. Trước đó vào năm 2016, Pogba đã cùng đội tuyển Pháp tham dự Euro. Giải đấu này họ đã tiến vào trận chung kết và sau đó thất bại trước đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Nhưng rồi giờ đây, tuyến giữa của gà trống Gaulois đã có thêm nhiều tên tuổi trẻ trung hơn, khát khao hơn và đương nhiên là khiêm tốn hơn Pogba đảm nhiệm. Án phạt chính thức được ban hành và chắc đây có lẽ là lần cuối cùng cái tên Paul Pogba đứng đầu trang nhất mọi đầu báo, ít nhất là xét theo khía cạnh chuyên môn. Vì cấm thi đấu 4 năm coi như là bản tuyên án khép lại sự nghiệp của cựu sao Manchester United. Có tiếc không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng giờ biết làm thế nào khi chính Pogba là người tự đẩy ánh hào quang vốn dĩ đã rất rực rỡ ra xa khỏi mình để đổi lại cả bầu trời u tối với cơn ác mộng kéo dài mang tên doping.